Ôi trời ơi, mới vào thôi đã què tao lạy mày van heo rồi sao? Sự khó quá. Ok, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này về vị tướng van heo đi rừng. Trời ơi, đi rừng thôi mà tem bên mình nó cứ tưởng như là mình đi chết không bằng ấy. Khó khăn với nhau quá vậy. Rồi hôm nay mình sẽ thể hiện cái cá tính, đúng không? Cái sự gọi là khốn nạn cũng như biến thái của mình nó thể hiện hết ra trong cái clip này luôn. Đó là mình sẽ đi gọi là cầm van heo giành rừng. Đó, xong rồi từ từ chưa hết đâu. Mình sẽ chết hai mạng. Đó, được không? Chết hai mạng luôn. Trời ơi, để xem phản ứng của tem mình và tem bạn nó sẽ như thế nào nhá. Mình sẽ đi chơi trác tẩu luôn. Đến với máu. Anh em có máu không? Máu không? Khoái không? Khoái lắm. Khoái lắm. Mấy cái ông biến thái này, thấy mà tôi chết là mấy ông khoái lắm này. Thiệt luôn á, thiệt kì cục vậy. Ở người ta làm clip người ta chết vài mạng mà ông cười. Ông cười bò luôn, nghĩ gì vậy? Trời ơi, khốn nạn gì thôi chứ. Trời ơi mấy anh, mấy chị, nếu mà thấy mình chết thì ui ui thương anh làm cơ. Thấy anh chết em thấy cũng tội nhưng mà tôi thôi làm sao? Bây giờ thôi làm sao? Nói ra một câu đi, đừng có nói nhiều. Từ từ, bây giờ mình phải kiếm cách nào mà chết mà không để mất hai cái bùa này. Cái định mệnh bây giờ mình cho nó hai cái bùa là mình cảm giác nó cứ gọi là không vui, nó không phải nụ cười không vui đâu đấy. Cho nó hai cái bùa thì nó cứ gọi là xanh như cái bánh xe bò đó. Mình phải chat thì cái câu gì đó bây giờ thật là chí đi ha. Đó rồi em là bét như này rừng đấy. Ôi trời ơi, chơi những vị tướng như là cà rốt này hay là những con sát thủ đi rừng ấy mà chết hai mạng ấy, gánh tim nó dễ. Nhưng mà van heo, riêng vị tướng van heo này chết hai mạng rồi ấy, thì cuộc đời của em giống như là bế tắc luôn ấy, bế tắc hay còn gọi là tắc thở luôn ấy, được không? Trời trời đánh tí nữa chẳng may Du Béo với cả Booster Fly nó lại chết ra đấy thì em lại nhục luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ chết cho mọi người xem nhé. Trời ơi, bây giờ mình sẽ chết cho mọi người xem nhá. Đó, quái cắn đi, cắn tao đi mà, cắn miếng đi, cho mày cắn luôn đó. Em bé rừng nha. Úi dồi, phải chơi như thế này mới gọi là chơi này, chôn như thế này mới gọi là chôn nè. Úi dồi, đó, gắt chưa, để xem phản ứng tâm mình. Bét rừng mà vậy, vãi lò. Bét rừng mà vậy, vãi. Trời ơi, anh John anh chát cái gì mà ông chắc dài dữ vậy. Trời ơi, lỗi thôi mà. Em chỉ lỗi một chút xíu thôi nhá. Lỗi một chút xíu thôi, không có lỗi nhiều đâu nhá. Ông nào ăn con bù đỏ của tôi. Cái đầu xanh thằng nào ăn bù đỏ tôi tán một cái bây giờ đây này. Kệ mày á, quan yêu cho bạn kệ mày á. Anh này anh có vẻ khiêm khích với mình đấy, tự dưng chửi người ta. Đó, bắt đầu tem bạn bắt đầu đấy. Từ từ chưa, mới 0-1 thôi, phải 0-2 nó mới gắt. Phải 0-2 nó mới gắt đấy. Được chưa, phải 0-2 nó mới gắt. Đó. Bây giờ cho vào trụ nó bắn này, cho trụ bắn chơi này. Bắn ta đi mà, trụ bắn đi mà, bắn miếng. Anh Du Béo nè, anh Du Béo này đánh em chết ngoéo con cua nè. Gắt chưa, em là phải biết rừng cơ đó. Giữ không, khoái, thích không, anh em thích không, thích lắm, phê. Mà không hiểu sao sao mình lầy đến mức độ mà người ta ghét cả mình luôn, thế biết đâu chứ. Đấy, nói chung là mình phải làm clip giống như thế này nó gọi là em lại cứ tưởng anh van heo anh đứng đấy bét rừng. Trời ơi, Natai nha kêu mình bét rừng đấy, bắt đầu đấy, để xem tem mình với tem bạn như thế nào nha. Đó, 0-5 luôn chứ, lờ má mày. Trời ơi, bạn chửi gì bạn chửi gắt vậy. Trời ơi, chửi luôn á, chết kì. Từ từ gắn tim chứ mà ta chưa. Mình là cứ từ từ rồi khoai cũng nhừ. Tại vì tem mình bị mình đồng đội mình nó ăn hết rừng rồi, giờ làm sao mình đỡ được đây. Cứ từ từ mình đánh không sao mà. Anh không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da. Anh không sao đâu, đừng lo lắng cho em mà. Ủa, anh sao lại xưng em ta? Sao mình rắc rối nhỉ? Mẹ não à? Bị kiểu 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 như là loạn não nhỉ? Sao
anh Đông sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da mà anh không sao đâu, đừng lo lắng cho em mà, đừng lo lắng cho anh mà, cho anh Van Heo bên kia kìa. Còn em là em mạnh mẽ lắm, em không cứ gọi là yếu đuối mỏng manh đâu nha. Ồ dữ rồi, thế mà bắt đầu dữ rồi đó. Phi thai mạng như thế này, mình khuyên các bạn cũng như là mình mong muốn các bạn đừng bao giờ bắt chước giống mình nha. Đó, một kiêu ngọt rớt dành cho Natalia, không phải dành cho Van Heo. Van Heo buồn, Van Heo không ăn được bùi xanh, Van Heo buồn lắm á. Đi ra cái con Natalia bên kia. Lượn có con Natalia theo mình với cả con Laurie bên kia, nó cứ lăm le lùm lúa con bùa của mình là thế nào nhỉ? Bét rừng, ba dê có bét rừng nè. Thiệt luôn ấy, nếu như mà làm clip bình thường chắc tổng bét rừng thì các bạn không thích đâu, mình nói thẳng luôn. Các bạn rất là biến thái, mình phải chết kìa, tem mình nó chửi kìa, các bạn mới thích xem. Sốc kỳ vậy nhỉ? Bởi vậy mình chết miết là vậy đó. Mình suốt ngày làm clip mình đi feed 2-3 mạng chết miết vậy đó. Kệ mày, tao giết mày. Wow. Anh Van Heo bên kia làm em hết hồn. Hết hồn, để em nhìn xuống dưới có còn không. À, vẫn còn con trồn. Ai giết ai? Đó. Kệ mày, tôi giết mày luôn à. Sời, lần đầu bị Van Heo, lần đầu bị tam bạn dọa giết luôn đấy. Anh cứ thế, em sợ quéo con cua luôn đấy. Con cua em quéo càng rồi đâu. Trời ơi, anh này anh gắt quá. Tao giết mày à? Wow, chất chơi người rơi vãi. Lần đầu luôn đấy, lần đầu có người dọa giết đấy. Bây giờ mình chơi là mình chơi gắt luôn. Chơi chát tổng các bạn gà luôn. Đó, được chưa. Bắt đầu mình chơi phải chơi, phải gắt. Chơi là phải cục xúc, đó. Ui trời ơi, mẹ lỡ lòng nào ông bà tính với cái con bùa đỏ của tôi hả? Hả, cái đồ khốn nạn này, cái đồ biến thái, mày ra đây hả? Cho nó ra chỗ nào, cho địa chỉ đi chứ. Trời ơi, tôi ở Bình Phước, ông ở đâu, ông có đuổi giết tôi hả? À không, hình như là bạn ấy kêu ở trong game hay sao ấy. Hết hồn, trời má ơi, tí nữa này, mẹ nó đứng trước cửa nhà, nó kêu mày ra đây thì chết vợ tôi rồi. Tôi méo cung cua luôn à. Cứ bình tĩnh, Ui giời, anh Van Heo, anh Dù Béo này, anh làm gì đây? Trời ơi, Tara ơi. Má ơi, Tara đầy cái máu nó chạy quéo càng luôn kìa. Cái đầu xanh nhà nó mình bị quýnh quá trời luôn. Bà đứng bà nhìn xong bà chạy luôn. Trời ơi, trời ơi, sợ quá. Em bé rừng nha, mấy má. Ôi ơi, tôi đó, cái đi hả? Ui giời, em lại sợ anh quá cơ ấy. Em lại sợ anh Dù Béo quá cơ ấy. Thật luôn á, em sợ anh quá cơ ấy. Ui giời ơi, trời ơi. Van Heo gà. Trời ơi, chơi là phải như thế này nhá. Sổ chấp cho mạng 4-0 luôn đấy, mình là mình vẫn 0-3 hả? Ủa sao kêu fit 0-2 sao giờ 0-3 rồi, hình như sai kịch bản rồi mấy anh ơi. Đạo diễn đây, diễn viên diễn sai kịch bản kìa, định bệnh loại bỏ hết mấy thằng mình kia đây. Trời ơi, tôi 0-2 tôi gánh tim mà, fuck man, sao rồi 0-3 nào đây. Trời ơi, mấy thằng diễn viên này định bệnh như đúng là nghiệp dư có khác. Rồi cho đập chết cái Quatara đi. Ai bảo cái tội hồi nãy bỏ mặc mình, cho nó chết đi nha. Mấy ông bên kia, mấy ông diễn viên kiểu gì mà đập tôi diễn viên chính mà 0-3 là thế nào nhỉ? Trời ơi, cái này là tôi thuê diễn viên khác liền luôn đấy. Trời ơi, có tiền mà. Trời ơi, 5.000 là 2 tiếng. Mấy anh mấy chị cho thoải mái luôn. Đó. Rồi cho các bạn bên kia một cơ hội để mà diễn xuất nhá. Diễn đàng hoàng, diễn là phải kiểu như chạy đến đánh mình gần chết. Đấy, xong rồi chạy đi cho mình đánh chết. Ui giời ơi, đấy mới gọi là kịch bản cũng như là đạo diễn hoàn mỹ. Đấy, được không? Các bạn thấy đạo diễn của mình, cái kịch bản của mình nó có đẹp không? Trời, bây giờ chỉ có vấn đề do diễn viên thôi. Van Heo đợt này chết rồi, mình sẽ chơi Van Heo này. Đó, đập cho nó chết này đó. Trời ơi, diễn viên quá hay à. Ủa, cái đầu xanh sao mình 04 nhỉ? Trời, tức quá, trời tức rồi man ơi. Trời ơi, gà nè. Nó chơi thế thôi, không sao, bình tĩnh, 0-4 mà. Mới 0-4 đấy mà, gắt. Có khi nào, đây là cái kiểu của mình á. Zuka, chết với em nhá. Rồi ra solo không câu á. Trời ơi, anh Dù Béo lại anh gánh to thế. Trời ơi, cái này nào, kịch bản của mình là chết 0-2. Nhưng mà ông đạo diễn, ông gọi là kiểu giống như là tâng bốc lên ý. Kiểu như là cho nó cực kỳ gắt luôn ấy, 0-4 luôn. Bây giờ mới chơi nè mấy anh ơi. Bây giờ em mới chơi nè. Mới chơi nè, chơi với đạo diễn. Hả, đạo diễn kêu chưa chơi hả? Ủa sao vậy? Trời ơi, lại fit mạng nè hả? Tao fit mạng nè hả? Em cần anh mạng anh quá cơ chứ. 0-4 còn nói hả? Không bố còn nói hả? Ui giời, anh Béo này, nãy giờ đó là kịch bản của em thôi nhá. Tất cả chỉ là
Tất cả chỉ là kịch bản của em thôi. Đấy, anh thì cứ thế. Em cho anh, cố tình cho anh xanh. Tí nữa em mới khử anh, em mới bắn tét đứt luôn đấy. Trời, trời, như gì? Trời, kịch bản thôi. Tôi chỉ là một cái diễn viên xuất sắc như thế thôi. Dù kéo đang có me mình thì sao kìa. Chạy, chết em mấy má ơi. Chết em mấy má ơi, đậu xanh, đậu diễn đâu rồi, đậu diễn đâu rồi. Cái đậu diễn đâu rồi, đậu diễn ơi, đậu diễn ơi. Á, con vợ nhà nó chứ thiệt được khốn nạn mà. Trời ơi mấy má ơi, yêu kê chết, chết chắc rồi. Cái đậu xanh, đạo diễn đâu rồi? Được rồi, ông đạo diễn biến khỏi mắt tôi luôn á. Đậu xanh bây giờ tôi là diễn viên, tôi là kim đạo diễn luôn rồi, đuổi đạo diễn luôn. Trời ơi, chơi tôi bớt luôn này. Bây giờ là bắt đầu chơi nè, bắt đầu chơi nha anh em, bây giờ là bắt đầu chơi nha. Trời ơi mẹ mấy ông đạo diễn này cho tiền mò quá tiền ra rồi mà làm ăn như vậy đấy hả? Rồi tôi mới chơi này. Đậu xanh á, đạo diễn cái gì mình rẻ biếu, có thằng bánh heo rút béo bên kia nó phang mình sắp bên lời á, không ngăn cản gì nó chết. Trời ơi, được rồi, bắt đầu mới chơi nè, bây giờ bắt đầu mới coi là chơi nè, 05 mới chơi nè. Trời ơi, trời ơi, Van Heo đi rừng 05, trời ơi, tin được không? Trời ơi, có ai mà dám làm với tôi không trời? Ôi ôi, không có đúng không? Không đúng không? Vậy em mới chết, mới đồng, mới gì? Ôi, hy vọng các bạn xem clip của mình, nếu mà trận này mình thắng thì các bạn nhớ cho mình một lượt like. Cố gắng xem hết clip này nha, định phải cố gắng kiếm 1.000 like coi nào, ít lộn, 10k like coi nào, định phải hơi bị cay rồi đó. Ra đây tao gõ đầu ấy. Trời ơi, em sợ anh quá cơ. Em sợ anh quá cơ, sợ quá. Trời hết hôn mày. Trời chết. Nói chết rồi, treo nó chết. Con gà này. Ôi trời ơi, con gà. Gà con thôi. Này thì gõ đầu mày, sợ gõ đầu ai. Nãy giờ người ta chỉ giả bộ thôi. Diễn xuất người ta nó đạt lên tầm cao mới. Anh hiểu không? Trời anh không phải là người ta cố tình đấy. Tưởng sẽ ăn được của người Văn Heo quá cơ. Rồi bắt đầu tôi mới ra tay này, tất cả cút ra. Một khi mà Van Heo đã ra tay, gạo xay cũng thành cám. Gạo xay thành cám, bắn cho nó chết. Cái gì? Tố cáo Van Heo phá trận dùng nghe hạt độc xanh công đạo diễn đâu vậy? Đâu có đuổi việc diễn viên này luôn, đuổi việc con Natalia này luôn. Trời ơi, từ lần sau cho nó ở vườn luôn đi. Đó, diễn viên cái gì? Đó, cái này là nằm trong kịch bản của tôi hết rồi, anh hiểu không? Anh đừng có ý kiến gì cơ. Không, lần sau nó khỏi diễn luôn đấy. Nó, trời ơi. Rồi mình đang nói gì vậy? Rồi các bạn có hiểu mình nói gì không? Các bạn xem clip của mình có hiểu mình nói gì không? Không đúng không? Không đúng không? Ôi trời, mình cũng chả hiểu mình nói gì nữa. Mình mới sáng cái gì không biết nữa. Ok, chấm gió tí thôi. Nhưng mà bây giờ Du béo phải chết này. Nói trời thôi thì vậy, nói kêu nó phải chết này. Cái định mà nó méo chạy, nó vẫn còn me qua bù đỏ của mình. Chó chết đi không biết đâu, chết mẹ thằng này. Bảo vệ đâu rồi, đuổi việc tới Van Heo nó coi, Du béo coi. Trời ơi, thuê một người khác về cho tôi. Nó khốn nạn này, nó ăn bù đỏ của tôi rồi. Tức quá. Từ, tôi đi farm cái đã. Trời ơi, bây giờ mình đi farm đã, mình chơi khô máu luôn này. Mình chơi khô máu, cho mày chết này. Mày đấu với cái đầu gấu à mày. Đấu với cả Van Heo mày. Vô đây, ra đây, đừng có nói nhiều. Đừng có sợ sệt gì hết trơn. Trời, người ta không nắm mày sợ cái gì. Mày ăn bước cái đây mày chơi này. Ôi dồi, Butterfly kìa. Úi xời, Butterfly này. Này thì xảo này, một kill. Đừng có đùa với cả Ninja Rùa nghe chưa. Xời ơi, mấy anh ấy chị lại cứ thế. Từ từ rồi khoai cũng nhờ. Mình phải chát tổng cho các bạn nó tức. Ừ chê chơi. Du béo này. Ai ôi. Bùi xanh bùi đỏ quá trời luôn. Ôi xô ôi con gà. Úi dồi ôi, Du béo gà. Mày ăn người ta. Nghe nói hồi nãy đòi gõ đầu cơ mà đúng không? Sao nhở? Gõ đi nè. Úi dồi, đầu trâu, đầu ngò, đầu chó, đầu ngựa, đầu mèo, đầu heo, đầu lợn. Các thứ kiểu này gõ đi. Ăn được của anh quá cơ. Dễ ăn quá, cứ mà vỡ mồm rồi nhá. Các bạn thấy khoái không? Rồi, xem clip của mình có hấp dẫn không? Trời ơi, nó giống như một cái bộ phim hành động ấy. Các bạn có thể xem trong cái rạp cine ấy. Chứ không các bạn có thể xem trên clip YouTube được đâu. Đó, trời ơi, khác gì bộ phim đâu. Giúp cho đạo diễn, diễn viên như đúng rồi luôn. Này, kịch bản này kia cứ thử cái 30 chưa phải là tiết nhé. Đó. Cũng nằm trong kịch bản luôn á. Oruka cây cú nằm trong kịch bản luôn á. Trời ơi, tính cả rồi. Trời ơi, người ta tính cả rồi. Từ A cho đến Z, mà từ Z cho đến A rồi. Cái gì vậy John? Trời ơi, Van Heo nó hì hài hùng, nó bắn con buồn con rồng như thế này luôn mà. Ôi lỗi lắc kìa.
mẹ ngãi nghĩ gì, 30 mới giao thừa thôi à, thì mày nó đứng nó chát ông nội à, mày 30 chưa phải là Tết này, chưa phải là Tết này, đứng đó, đứng lại, Tết, tát cho một phát mồm này, tao tát cho một cái mồm này, ui xổ Lauria à, em cho chị đi nhập viện luôn này, đừng có lì nha chứ, trời ơi, hai mạng rồi, ui, đông quá, úi giời ơi, máu còn có tí, bước vào đây, hãy xem tao đây, ten đầu này, toe đứt chứ các em, chạy đâu cho khỏi nắng, chạy đâu, úi giời ơi, con gà này, này thì xào xáo hả bưởi, xáo, bắn cho chết, em đã bắn thì đừng có hỏi, úi giời ơi, đi luôn, ba chết năm rồi, sợ nghi gì, được chưa, anh em thấy khỏe không, hấp dẫn chưa, dâm ba cái con gà này dám gọi là phản ý kiến của đạo diễn à, trời chắc tẩu luôn này, lẽ được chưa, dâm ba con gà này mấy đứa này cứ thế đó, mấy chú đến khi nào nghỉ Tết à, đậu xanh ông giòn này, ông đầu xanh mình đứng mình đánh con rồng hì hài được luôn, ông đứng ông kia 30 chưa tới giao thừa, cái what the fuck cho nó chứ, khốn nạn, mình cuối cùng mình solo con rồng luôn. Hồi nãy mình giả bộ thôi, cái đó là trong kịch bản của mình thôi, 05 nó là trong cái kịch bản thôi, mặc dù kịch bản lúc đầu là 002 nhưng mà cái ông đạo diễn thì mạnh, ông cho quá trời luôn, ông cho Tsuzuka tên bạn truy sát mình, định mạnh tính cho bằng cái bộ phim của mình nó tát bét thẻ lè nhè luôn ấy, bộ phim của mình thất bại thảm hại ấy, tôi đuổi đầy đạo diễn luôn, mình tự làm đạo diễn, mình là diễn viên chính luôn đó, 05 mà tôi đuổi gì đạo diễn cái đầu tôi phang liền, ôi sổi ra ma con gà này. Rồi, này thì Zuka, trời ơi, này thì đập đầu, úi giời, nghĩ gì, trời ơi, trời bạn lại cứ gọi là cay cứ, đấy. Được, các bạn thấy mình nào, diễn viên, đạo diễn này, kiêm đạo diễn luôn, úi giời ơi, diễn viên chính luôn mới chịu, okay, chứ kịch bản này, đạo diễn này kiêm diễn viên luôn, trời ơi, quá hay rồi, tôi quá hay rồi. Trời nó lông, đừng có ngán con giá nào chân. Bạn nào vào tôi đúng không? Bạn biết tôi là ai không? Còn giá mồm mạnh. Trời clip này mà trận này mà mình thắng nha, tôi không biết đâu á, 10k like cho tôi à. Mấy ông mấy chị mấy bà đừng có mà trốn tránh chứ nhiều chứ. Đừng có chuyện trốn tránh nữa chưa? Có 10k like thôi, bèo nhèo lắm. Con gà đấy mà. Úi giời ơi. Trời, lao vào một kiếm chuối này, 4-5 rồi. Trời ơi, bắt đầu thể hiện cái sự bá đạo của vị tướng Văn Hẻo rồi đấy. Vô đây, có ngon ông nào tố cáo mình đi, hồi nãy ông nào kêu tố cáo mình đấy. Trời ơi, bây giờ tố cáo Văn Hiếu nha. Trời không biết cái gì hết trơn. Bảy dãy không bao giờ làm được cửa là diễn viên nổi tiếng này vậy đó. Trời không biết cái gì hết trơn, xem tôi nè. Đấu với cả đầu gấu nè, bây giờ sao? Bây giờ áo tem bạn gì, tem bạn sao? Trời ơi, thắng rồi nè. Sao mà cái con gà này tuổi gì mà đấu với mình? Trời ơi, giết trong nhà luôn bây giờ đây này. Giết trong nhà luôn. Oh yeah, come on baby. Trời ơi, con liệp đặt mạnh nữa. Yes, trời ơi, một bộ pin quá hay. Với sự xuất sắc của đạo diễn viên kiêm tác giả luôn. Tôi chứ, trời ơi, văng heo đó. Hay không? Quái. Lại liền, đừng có nói nhiều, lại liền. Ngay bây giờ mà ngay phút này, đừng có nói gì hết trơn. Ok. Đừng nói gì hết trơn, lại ngay mà luôn. Ok, thì mình xin nói sơ qua về một cái vấn đề hơi nhỏ nhỏ thôi nhá. Đó chính là một cái vấn đề nạp tiền. Ôi, hôm qua mình thấy có bạn kia bạn nạp cạc 30.000. Trời ơi, không có cạc 30.000 nha mọi người ơi. Đó, bởi vậy với các bạn muốn nạp tiền ấy thì các bạn có thể vui lòng đừng mua cạc 30.000. Hoặc là nếu mà các bạn đang cầm cạc 30.000 thì đừng nên nạp vào shop nha. Tại vì cái shop của mình không có hỗ trợ cạc 30.000. Đấy, nên nếu mà các bạn muốn biết rõ thì các bạn phải vào cái mục nạp tiền ấy. Xong rồi các bạn tìm xem là cái số của mình nó cần những cái cạc bao nhiêu. Cái định mệnh sao bấm ra ngoài cũng được vậy. What the fuck man? Lát máy à? Trời ơi, mấy bấm ngoài cũng được luôn. Thì khổ quá mà. Trời, cái mục lập tiền này nè. Những cái bài dấu chấm này em bấm ngoài không được luôn. Má ơi, mấy lát khốn nạn biến thái gì được chứ. Đó, các bạn ấn cho mình nạp tiền nhá. Đó, các bạn phải suy nghĩ cho thật kỹ vào, không còn có ngại phải tìm hiểu thật kỹ vào, không các bạn cứ đè cái cạc 30.000 và các bạn nạp vào nó không có được tiền đâu. Bởi vậy chứ nó khổ luôn. Đây này các bạn chọn lại thẻ này.
Đó, chọn thẻ Viettel nhá, và chọn mệnh giá nhá. Không có 30 ngàn, chỉ có 20, 50, 10 và 100, 200, 300, 500, 1 triệu thôi. Không có cạc 30 ngàn nha, nhớ nha. Đó, mình xin nói rõ không các bạn nạp tiền và các bạn mất tiền, tội nghiệp các bạn lắm. Và hiện tại thì cái nick số mấy của mình á, vẫn đang cập nhật thêm những cái nick liên quân VIP mà giá nó rẻ. Bạn nào mà kiểu như là đây, các bạn vào ạc liên quân này nhá. Ạc liên quân VIP giá rẻ này nhá. Mình thấy có rất là nhiều nick kiểu như là 300, 400 mà Ngọc 90 tướng tiếc quá trời luôn. Đấy, nếu mà các bạn nào mà kiểu như hôm nay không mà tìm thấy được cái nick mình mong muốn ấy thì có thể ngày mai truy cập lại mua giúp mình nhá. Truy cập lại xem, không phải mua, kiểu như là truy cập lại xem giúp mình, tại vì mình sẽ cập nhật liên tục những cái nick này để cho các bạn có điều kiện muốn tìm được cái đúng cái nick mà mình mong muốn ấy. Đó, đứng như mong muốn mà kiểu như là Ngọc giật tướng thì trang phục skin khứa kiểu thứ nhá. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn xem video vui vẻ, nhớ like cái kênh và comment ủng hộ mình. Clip này mình chỉ nói sơ sơ vậy thôi. Đấy, bạn nào muốn mua nick thì nhớ vào shop anhhảo.vn mua để ủng hộ mình, để không bị mấy cái thành phần gọi là kẻ xấu khác có lợi dụng lừa đảo rồi tiền mất tật mang rồi tất cả các thứ kiểu. Ok, bye bye.